Có điều là người ta không hiểu, như mấy người có tiền bạc này kia, hay người có địa vị cao, họ hãnh diện là có nhiều kẻ hầu người hạ. Không tốt đâu, càng có nhiều người giúp việc thì mình càng chia sẻ nghiệp chứ. Dù mình có trả lương cho họ đi nữa, nhưng mình quá gần gũi với họ, bầu không khí từ trường vướng mắc quyện lẫn vào nhau nên mình không thể nào thoát ra mà không bị sao hết. Nhưng cũng không sao, họ có phước báo, họ mới có nhiều người giúp việc cho họ thì cũng không sao. Như nữ hoàng hay là vua, đó là phước báo của họ, có cận vệ thì cũng không sao. Nhưng đừng có hãnh diện như là ta đây giàu, ta có nhiều người giúp việc cho ta, có thể còn gọi là người hầu, như vậy không đúng. Phải đối xử với họ với tình thương và lòng tôn trọng, bình đẳng, chăm sóc cho họ, bởi vì họ ở đó giống như người trong gia đình. Bằng không, quý vị sẽ lãnh hậu quả kinh hoàng trong tương lai, kiếp này hay kiếp sau. Cho nên tôi thích sống một mình, thà làm việc còn hơn, vì dù sao mình cũng cần tập thể dục. Ngay cả những người sống bằng không khí, họ cũng cần tập thể dục. Đi quét nhà, lau cửa sổ, giặt quần áo, dắt chó đi dạo hay làm bất cứ gì, tản bộ trong khu rừng cũng là một loại thể dục rất tốt. Biên giới là một điều sai lầm, đó là vấn đề với biên giới của tất cả các quốc gia, biết không? Quý vị bước qua bên kia một chút là quý vị ở Hoa Kỳ. Không, quý vị không được phép. Họ có thể bị bỏ tù, có thể bị trục xuất ra khỏi nước, hoặc có khi còn mất mạng nữa, đúng không? Đây là điều tệ hại về biên giới trên thế giới. Hiện nay, nhiều quốc gia đã bãi bỏ biên giới và tôi rất mừng. Hình như chiều hướng này đang tiến triển. Như một số người Mỹ, họ tìm cách đi qua Hoa Kỳ, có vẻ như chỉ vì lý do tài chính, tìm việc làm, vân vân. Nhưng dù vậy, điều đó đâu có gì sai. Đi đến nơi có công ăn việc làm cho họ thì có gì sai, để nuôi gia đình và chăm sóc con cái, vợ và cha mẹ, vân vân. Toàn là cơ cấu hành chánh và quy định quan liêu, nhưng đó là bên ngoài, nhìn từ bên ngoài mà thôi. Nhưng mặt kia, mặt sâu hơn thì người ta không nhận thức rằng những người Mỹ này có lẽ đã từng sống ở đó trước kia trong những kiếp trước và bây giờ họ muốn trở về nhà. Cho nên có một sự thôi thúc bên trong rằng họ phải đi, thậm chí đôi khi đánh liều mạng sống của họ. Bởi chúng ta không tu hành nên không thấy quá khứ và tương lai, ngay cả luật lệ thế gian. Họ chỉ muốn cố gắng tìm một việc làm lương thiện để kiếm tiền săn sóc gia đình, để họ không trở thành một gánh nặng cho xã hội, để họ không phải đi xin ăn. Họ chỉ tìm công việc làm và họ vui lòng làm bất cứ việc gì chỉ để có tiền. Đó là nói về mặt vật chất. Mặt khác, có lẽ nhà họ ở đó và bây giờ quý vị đang sống trong nhà của họ. Trước khi người Mỹ đến Liên Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, mảnh đất đó thuộc về ai? Thổ dân bản xứ, phải. Rồi mọi người đến chiếm lấy một phần và bây giờ trở thành của họ. Sau đó cấm những người khác đến. Ai cấm họ khi họ đến lần đầu? Vấn đề là vậy. Luật pháp, theo ý tôi, không luôn luôn hoàn mỹ. Dĩ nhiên, nó bảo vệ một số công dân trong những vùng nào đó trong xã hội, nhưng cũng cần cứu xét cho những trường hợp khác nhau, đúng không? Thượng đế tạo ra địa cầu không có biên giới, không có hàng rào, không có tường thành, và rồi chúng ta tạo ra mọi thứ, chia nhân loại thành nhiều nhóm và chủng tộc khác nhau. Và vì vậy mà đôi khi sinh ra chiến tranh, bởi vì đây là đất của tôi, đó là đất của anh. Nếu họ được chăm sóc tốt và có việc làm tốt, họ có liều mạng để buôn ma túy không? Họ có hạ thấp
phẩm giá của mình để đi cướp bóc hay ăn trộm không? Nhưng tâm thức con người vẫn chưa lên đủ cao để nhận thức tất cả những khái niệm đồng nhất thể này và giúp đỡ lẫn nhau đúng cách. Trước tiên, họ phải bắt đầu với việc ăn chay để rửa sạch những thù hằn và tư tưởng hiếu chiến, và rồi từ từ họ sẽ vươn tới lòng thương yêu tử tế và rồi đồng nhất thể hơn. Trước khi thiền, vào lúc tâm ấn, quý vị hít sâu và thở ra. Trước khi thiền, dùng cách đó làm vậy mỗi khi quý vị nhớ. Không phải chỉ trước khi thiền thôi, quý vị làm vậy nhiều, sau này sẽ thở sâu và lâu hơn, rồi trở thành thói quen. Cứ hít vào càng sâu càng tốt và thở ra càng dài càng tốt. Và rồi khi quý vị tiếp tục, hơi thở sẽ từ từ sâu hơn vậy thôi. Nhưng hãy tự nhiên làm vậy mỗi khi quý vị nhớ, giống như niệm hồng danh bảo vệ vậy. Có hai cách để thở, thở sâu và thở không sâu. Nhưng không sao, hết sức mình thôi. Và thở ra cũng càng sâu càng tốt, chỉ để thay đổi không khí trong cơ thể và làm tươi mới tất cả hóa chất và các cơ quan, các tế bào để bổ sung với thông tin mới, dinh dưỡng mới. Bởi vì trong không khí cũng có dinh dưỡng. Cây cối cần không khí, mặt trời và nước, chúng sống và phát triển mạnh mẽ. Loài voi chỉ ăn rau cải mà rất mạnh. Đừng bao giờ lo quý vị không có đủ dinh dưỡng, quý vị luôn có đủ. Chỉ ăn đủ để sống, phần còn lại quý vị có thể lấy từ không khí, mặt trời, trái đất, cây cối, thú vật, đều gia trì cho quý vị, khiến quý vị mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Rồi cuối cùng quý vị thậm chí không cần thức ăn. Nhưng nếu quý vị muốn ăn thì cứ ăn cho vui. Nhưng hãy nhớ, quý vị không cần thức ăn, thật đó, hãy nhớ như vậy. Hãy ý thức là quý vị lúc nào cũng được gia trì. Trong suốt cuộc đời, mỗi giây phút trong đời, chúng ta được gia trì bởi nhiều nguồn khác nhau. Hãy ý thức, nhận biết và tri ân. Vẻ đẹp nằm trong mắt người chiêm ngưỡng, hãy nhớ điều đó. Nếu đầu óc quý vị dơ bẩn, thì cái gì quý vị nghĩ cũng dơ bẩn, ngay cả quan hệ tình dục cũng trở thành bẩn thỉu đối với quý vị. Đó là món quà từ Thượng Đế. Nếu điều đó không tốt, Thượng Đế đã chẳng tạo ra. Nhưng tình dục phải đi kèm với tình yêu. Nếu quý vị yêu thương người nào, thì đó giống như sự tán dương tình yêu giữa hai người. Nếu quý vị muốn biểu lộ bằng cách đó, nhưng đừng nghĩ vì dơ bẩn về tình dục, đừng cố lạm dụng người khác chỉ vì muốn kiềm chế hay chiếm hữu. Như vậy là lạm dụng món quà hạnh phúc tình dục mà Thượng Đế ban cho. Nếu đầu óc chúng ta trong sạch thì cái gì cũng trong sạch. Miễn là chúng ta không làm cho ai đau khổ, miễn là chúng ta có lòng tin nơi Thượng Đế, tin rằng mọi việc Thượng Đế an bài đều tốt cho chúng ta. Dù lúc bấy giờ thấy có vẻ như không tốt. Thí dụ, chiều nay tôi hỏi thăm một trong những đồng tu nam là vợ anh có trở lại với anh không? Anh ta trả lời, không. Cô ấy đã bỏ con luôn rồi, nhưng anh ta lại có một người khác tốt hơn. Dĩ nhiên trong thời gian đó, anh ta phải chịu khổ một chút. Đôi khi chúng ta tưởng đó là xấu cho chúng ta, nhưng không phải vậy. Tôi đã nói là nếu Thượng Đế lấy đi từ chúng ta thứ gì, Ngài sẽ ban cho thứ khác. Và chúng ta phải có đủ sức mạnh tinh thần, có trí huệ và con tim rộng mở để cảm tạ khi được Ngài ban cho một điều gì mới để thử nghiệm. Đó là một cuộc mạo hiểm mới, thử thách mới, khả năng sáng tạo mới. Đừng ngồi đó mà hờn dỗi, ôi người trước của mình tốt hơn, chưa chắc. Tôi nói thật, sống trong hiện tại là tốt nhất, bởi vì hiện tại là tất cả những gì chúng ta có. Cho dù quá khứ có thật sự tốt đẹp, cho dù đầu óc không lừa gạt, để quý vị nghĩ rằng quá khứ là tốt đẹp. Chẳng hạn như người vợ trước hay người tình trước là tốt nhất, thì đó vẫn là quá khứ, mình không có nó nữa. Chúng ta tưởng tượng ra rất nhiều rác rưới bởi vì chúng ta có định kiến là hoàn cảnh phải như thế nào,
dựa vào kinh nghiệm quá khứ của chúng ta cứ nghĩ là phải như vậy và đòi hỏi sự việc xảy ra theo đường hướng cũ hay theo cách mà chúng ta nghĩ, rồi chúng ta làm cho đời sống của mình đau khổ. Nếu chúng ta cởi mở đón nhận những thử thách mới, đón nhận món quà từ Thượng Đế trong từng giây phút bất cứ là gì, với sự nhiệt tình và hiếu kỳ, và hợp tác với bất cứ ai ở bên cạnh chúng ta để mang lại hạnh phúc cho nhau, thì mọi người đều là thiên thần và mỗi giây phút đều là thiên đàng. Tôi đã nói rồi, chúng ta vượt lên trên, vượt trên sự tranh chấp, vượt trên sự tranh đấu giữa xấu và tốt, giữa âm và dương. Nhưng vì chúng ta còn ở đây giữa cuộc chiến giữa hai bên, nên chúng ta phải như nước Thụy Sĩ vậy, hiểu không? Họ trở thành một quốc gia trung lập, họ không quan tâm ai đánh ai, miễn là không đánh với họ. Họ cũng tự võ trang bằng sức mạnh, để kẻ thù ngán sợ trước khi muốn tấn công họ, họ cũng đủ mạnh để tự bảo vệ. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta phải tự võ trang bằng lực lượng Thượng Đế. Và chúng ta làm điều tốt chỉ vì chúng ta đang ở trong thế giới này. Chúng ta phải khẳng định và lực lượng phủ định thì chúng ta cố tránh, chỉ có vậy thôi. Chúng ta không đối đầu, cũng không can thiệp vào. Chúng ta cố làm người tốt, nhưng chúng ta không can thiệp vào chuyện người khác. Một khi chúng ta lỡ mất cơ hội học hỏi với một vị Phật, chúng ta không biết bao giờ mới có nữa, bởi vì vị Phật đó có thể sẽ không nhanh chóng trở lại thế giới này để dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta, hoặc là vị Phật sẽ trở lại, nhưng chúng ta có thể không có duyên với Ngài. Cho nên chúng ta phải đợi đến khi vị Phật có duyên với chúng ta trở lại thế giới này. Chúng ta phải sinh ra cùng một thời với Ngài mới có thể gặp được cơ hội bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ này. Chúng ta không nhất định, cũng không dễ gì sinh cùng một thời đại với vị Phật có duyên với mình. Những người lần đầu tiên từ đẳng cấp ý thức cao xuống thế giới này, nếu họ hoàn thành trách nhiệm một cách tốt đẹp, họ sẽ trở về thế giới của họ hay đi lên cảnh giới cao hơn. Phật không lo lắng cho những người này, nhưng với những người thất bại lần đầu và trở lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư hay vô số lần, họ tích lũy rất nhiều gánh nặng từ những thất bại trong quá khứ. Những người này rất khó giải thoát, nên Phật phải ra tay cứu giúp. Đây là vì sao mà Phật sinh vào thế giới này. Chúng ta càng hiểu sự vĩ đại của chính mình chừng nào thì sẽ càng trở nên khiêm tốn chừng nấy. Điều này mới nghe qua dường như rất mâu thuẫn, nhưng sự thật là như vậy. Bởi vì chúng ta sẽ trở thành như trẻ con, sẽ ngây thơ. Những bậc thánh nhân, đại thánh nhân, họ giống như một người rất ngây thơ vậy. Và dường như quý vị có thể nói với họ bất cứ điều gì quý vị muốn về tài năng, nguyện vọng, sự thông minh hay bằng cấp của quý vị mà họ sẽ không bao giờ phản đối. Không phải lúc nào họ cũng cố gắng áp đặt trí huệ của họ lên quý vị, họ chỉ đến một cách tự nhiên, tùy theo trường hợp hoặc theo sự yêu cầu. Và sau khi nói xong, thường những vị được gọi là minh sư sẽ quên tất cả những điều mà họ đã nói, có thể chỉ nhớ một vài câu hoặc không nhớ gì cả, bởi vì trí huệ đến từ kho tàng của vũ trụ, là của mỗi chúng sinh. Nó không thuộc quyền sở hữu của một nhóm hay một cá nhân nào. Kẻ vô minh cũng như người khai ngộ đều có nó. Trẻ em hay người già cũng đều có. Mọi người đều có thể chia sẻ trí huệ này, chỉ cần chúng ta thực sự muốn biết nó. Ý nghĩa chân thật của đời sống tốt đẹp. Tôi nghĩ nhiều người chúng ta không màng chuyện mình sống chết ngày mai, bởi vì chúng ta biết chắc qua thể nghiệm bên trong và sự tu hành cũng như trực giác rằng chúng ta sẽ đi đến một nơi vĩ đại và huy hoàng, cho dù chúng ta cởi bỏ lớp vỏ vật chất này của linh hồn. Bởi vì chúng ta biết tất cả tùy nơi Thượng Đế và tùy vào cách chúng ta sống đời mình, không phải mình chết thế nào mà là mình sống như thế nào.
Không phải mình chết lúc nào, mà cho đến giây phút lìa đời, mình đã làm gì cho đời mình mà không lãng phí, rằng mình đã làm một công cụ hữu ích cho Thượng Đế, cho tha nhân. Đó là ý nghĩa chân thật của đời sống tốt đẹp. Đời sống tốt đẹp không phải luôn luôn có nhiều tiền, nhà lớn, xa hơi hay bất cứ gì. Đời sống tốt đẹp là chúng ta đối diện chính mình mỗi ngày trong gương, biết rằng mình tốt, biết rằng mình đang làm tối đa vì người khác. Không phải vì chúng ta quan tâm là mình chết hay không chết, mà mình làm những điều này chỉ vì đây là điều đúng đắn để làm, để nhắc nhở lẫn nhau rằng chúng ta phải cao thượng, nhân đức và thiện lành. Một lối sống thiện lành, nếu quý vị nghĩ rằng ô, ta tu thiền nên không cần quan tâm bề ngoài, như vậy là sai. Bề ngoài tức là bên trong, vì thật ra chúng ta không có bên ngoài và bên trong. Tất cả đều bên trong vũ trụ này, sao quý vị có thể làm cho một góc này của vũ trụ bê bối, dơ giấy, lộn xộn, trong khi tuyên bố rằng mình thuộc về một vũ trụ khác đẹp hơn, sạch sẽ hơn và tuyệt diệu hơn. Như vậy không đúng. Chúng ta vẫn đang sống ở thế giới này, chúng ta không có quyền, tuyệt đối không có quyền phá hoại, làm hư hỏng, thiệt hại ngôi nhà duy nhất của toàn thể cư dân địa cầu. Dù muốn hay không, quý vị cũng không có quyền làm thiệt hại bất cứ một góc cạnh nào của thế giới này. Nếp sống đạo đức của chúng ta sẽ rõ rệt hơn sau khi chúng ta tu hành pháp môn, âm thanh và ánh sáng. Nhưng chúng ta cũng phải chăm sóc bên ngoài, bởi vì càng thăng hoa, chúng ta càng thấy sự sạch sẽ cần thiết, đó là cách sống. Không phải là người này sạch hơn người khác hay thích ở sạch hơn người khác. Đó là sự biểu hiện của phẩm chất chân, thiện, mỹ, nội tại, lối sống thánh thiện. Chúng ta nên sống một đời sống giản dị, nhưng không phải đời sống nghèo nàn nhất. Một nếp sống giản dị chứ không phải bừa bãi, giản dị là khác. Nếu tình cờ quý vị vào liều của tôi hay đến thăm liều tôi cũng như bất cứ căn liều nào khác của quý vị nhưng hoàn toàn sạch sẽ. Ngày nào tôi cũng lau chùi và mọi thứ đều ngăn nắp, không phải quá trật tự như là gấp chăn phải đo bao nhiêu ly này kia, nhưng rất đẹp mắt và thoải mái. Rất là mời mọc, rất là ân cần tiếp đón, rất là ấm áp. Cho nên, trong môi trường như vậy, nơi mà mọi vật đều sạch sẽ, mát mẻ, quý vị sẽ cảm thấy mát dịu, sự đam mê, dục vọng, nóng giận, tham vọng, tất cả đều lắng dịu xuống. Giữ cho chỗ của mình được thiêng liêng, sạch sẽ là điều rất quan trọng, và cũng là vì lợi ích cho thế giới, cho vũ trụ. Đó là một góc của vũ trụ, chúng ta sống trong đó. Dù chúng ta sống trên thiên đàng thì đó cũng chỉ là một góc khác của vũ trụ thôi. Tại sao chúng ta không tôn trọng cái góc mà chúng ta đang ở lúc này? Đó là một sự dâng hiến cho Thượng Đế. Hãy dọn dẹp nhà của quý vị như một sự dâng hiến cho Thượng Đế. Đừng đến nói với tôi là quý vị thấy chán, thấy buồn chán. Tôi không chấp nhận điều này. Quý vị không nên cấu kỉnh, không nên buồn thảm, không nên cảm thấy chán. Không có điều đó trong từ điển của người tu hành. Quý vị nên thông minh hơn, có nhiều năng lượng hơn, rồi quý vị sẽ thêm nhiều sáng kiến. Lẽ ra quý vị nên tích cực hơn và hăng say hơn, không phải vậy sao? Quý vị không cảm thấy tốt hơn đó sao? Con có một con bò làm bạn. Một buổi sáng nó đến nói với con rằng gia đình nuôi nó sắp giết nó làm thịt. Rồi có một buổi sáng nó đến gặp con và nói với con rằng nó sắp sửa bị giết. Quý vị tin nổi không? Bò thậm chí biết trước, vậy mà mình nghĩ nó không biết gì hết. Khi họ giết nó làm thịt, khi nó chết, cả thân thể nó bị nhiễm cái gì đó mà gia đình đó không ăn được, vì nó không muốn bị ăn thịt. Rốt cuộc họ phải mang về hết và chôn thịt nó dưới đất. Thành ra nó không bị ăn, không phần nào của nó bị ăn hết. Tại sao vậy? Sao nó không muốn bị ăn? Nó không muốn người ta ăn thịt nó, vậy thôi, con không giải thích được.
Không con vật nào thực tình muốn người ta ăn như vậy. Bò không ngại cho mình sữa, và khi nó chết, mình có thể dùng xác của nó làm gì cũng được. Nhưng bò không thích bị bắt buộc, bị giết, mổ, cắt và ăn thịt như vậy. Quý vị hỏi họ thì biết, họ sẽ nói không. Đó không phải là cách thiên nhiên, không phải họ sinh ra là để bị như vậy. Dĩ nhiên, nếu quý vị đói, không có gì khác, và quý vị xin phép họ, họ sẽ hy sinh mạng sống của họ cho quý vị. Họ sẵn sàng, tất cả bò sẽ hy sinh. Nhưng mình ăn chỉ vì khẩu vị, như vậy là rất xấu. Ngay cả thực vật, họ cũng than phiền nếu quý vị chỉ ăn vì khẩu vị thôi. Cho nên hãy tôn trọng mọi sự sống khi quý vị ăn, hãy cầu nguyện và cúng dường Thượng Đế. Như vậy mới đúng, và cảm ơn họ, cảm ơn Thượng Đế đã làm ra họ, và cảm ơn họ đã hy sinh mạng sống cho mình. Tại thực vật không di động nhiều, phần đông họ không có nhiều ý thức, họ vẫn còn đang tiến hóa. Tuy nhiên, nếu quý vị ăn rau mà thiếu lòng tôn trọng, họ cào nhau. Cho nên quý vị nói những chuyện này cũng rất là hay. Người ta sẽ biết nhiều hơn về cảm nghĩ của loài vật. Họ là những chúng sinh vĩ đại, quý vị có thể học hỏi nơi họ rất nhiều. Chỉ hai thế tội nghiệp cho nhiều người chỉ biết nhai, nuốt và đầy đọa, cắt thái những chúng sinh vĩ đại này. Trong Thánh Kinh, Thượng Đế nói, ta sinh ra thú vật để giúp các ngươi, để làm bạn với các ngươi, họ thật sự giúp đỡ chúng ta. Bò giúp làm đất đai màu mỡ và cho sữa những em bé mà không có sữa mẹ, hoặc cho sữa tới bất cứ chúng sinh nào, tất cả những loài vật khác, và họ cho sữa, họ không ngại làm như vậy, nhưng với một cách tự nhiên, không phải như bây giờ làm bằng máy móc, nhức nhối vô cùng. Thật ra, bò là một mẹ thứ hai của nhiều em bé. Nhiều người trong chúng ta, ngày nay đa số chúng ta lớn lên với sữa bò, vậy sao nỡ lòng giết mẹ của mình? Bên Trung Quốc và Việt Nam thời xưa, ở Á Đông, chúng ta có mẹ nuôi như vậy. Ví dụ, bà mẹ giàu có không muốn cho con bú vì quá bất tiện, nên bà mướn một người mẹ khác cũng đang có em bé và có rất nhiều sữa. Cả hai cùng bú sữa mẹ đó, mình gọi đó là vú em. Sao chúng ta có thể giết vú em như vậy? Ở quốc gia chúng tôi cũng rất biết ơn những người mẹ này. Chúng tôi gọi đó là vú em, hay là mẹ đỡ đầu, hay là mẹ nuôi. Và chúng tôi cũng kính trọng những người mẹ này. Người mẹ thứ hai thì cũng giống vậy. Nếu chúng ta đối với bò như vậy thì cũng giống như là giết một người mẹ đã cho mình sữa. Thật không thể tưởng tượng con người có thể làm như vậy. Thật đó, nhiều khi tôi vô cùng kinh ngạc trước sự vô minh của con người về bản chất của tạo hóa. Chúng ta tưởng rằng nước hoa của thế giới này là tốt. Thật là không đúng. Tiến trình chỉ là sự hấp thụ một số những tiểu chúng sanh vào mỗi chúng ta mà thôi. Những người thoa nước hoa là tự dẫn nhập vô số chúng sanh phức tạp vào người. Đó là lý do cá tánh của chúng ta trở nên phức tạp, giống như có mấy người cùng ở trong một nhà vậy. Nguyên do là dùng những thứ thơm tho này, mỗi lần chúng ta ngửi bất cứ mùi gì, không cần biết là từ chúng ta hay người khác đều phát sinh một ý niệm. Bất cứ thứ gì chúng ta hấp thụ qua lục căn đều phát ra một số ý niệm bên trong chúng ta, và đa số những ý niệm đều đến từ thế gian, đều ở đẳng cấp thấp. Giống như dòng điện vậy, nếu phát ra là có người thâu, chúng ta ở đây nhận, họ ở bên đó phát ra. Chỉ cần chúng ta mở cùng băng tần là chúng sẽ chạy vào người chúng ta. Giống như ta có một máy radio và đài phát thanh 24 tiếng đồng hồ. Nếu chúng ta tắt radio thì chúng ta sẽ không nghe được. Chúng ta vừa mở ra là nhận được các tín hiệu ngay. Bất cứ những gì thuộc về lục căn, sắc, âm, tướng đều là quyến rũ sự chú ý của chúng ta. Sau đó đầu óc phát ra một số ý niệm, tốt thì thích tốt, xấu thì thích xấu. Nhưng tốt xấu đa số đều là những chúng sanh trong tam giới mà thôi. Ý niệm của chúng ta có quan hệ với nhau. Rất nhiều chúng sanh sẽ thu hút họ đến. Cho nên
quý vị thấy những người cờ bạc, họ sẽ hấp dẫn những chúng sinh Atula thích cờ bạc đến. Những người uống rượu thì sẽ lôi cuốn những linh hồn uống rượu, cho nên càng uống rượu càng nghiền, không cách nào bỏ được. Đánh bài càng lúc càng nhiều, tuy có cảm thấy tội lỗi, biết là không tốt và rất muốn ngừng mà không được, bởi vì những chúng sanh vô hình đó mạnh hơn chúng ta. Họ không có thân thể nên dễ dàng khống chế chúng ta. Càng bị kiềm chế, chúng ta càng bị các chúng sanh đó lôi cuốn. Chúng ta không thể đánh bại họ nên chúng ta càng lúc càng yếu. Họ sẽ lợi dụng thân thể chúng ta để ăn uống, vui chơi. Cho nên tốt nhất là đừng dùng bất cứ thứ nước hoa nào. Mỗi khi chúng ta ngửi thấy thứ này, nó sẽ kích thích sự ham muốn của chúng ta. Đây là điều chúng ta đã học đời đời kiếp kiếp. Thí dụ dầu thơm tốt nghĩa là có người đẹp, đi liền với những ham muốn về dục vọng, nên đột nhiên hạ ý thức của chúng ta sẽ mở ra, đồng thanh tương ứng mà. Sau đó đầu óc mở cửa của chúng ta sẽ hấp dẫn những chúng sinh với cùng ham muốn. Có người có những ham muốn rất mãnh liệt, người nào thích cờ bạc hoặc thích đàn bà, sau khi chết sẽ đến cảnh giới đó. Những linh hồn đó khát vọng tương tự thì giống nhau, sống với nhau. Họ khuyến khích nhau thêm để càng ham muốn nhiều hơn, cho nên khó mà bỏ họ được. Khi chúng ta hướng tâm về một cái gì đó, dù chỉ nghĩ tới thôi, những chúng sanh này sẽ chui vào rất là lẹ. Nếu là những bài ca tình ái, chúng sẽ vào bằng tai. Nếu đó là hình ảnh khiêu dâm, chúng sẽ vào bằng mắt. Nếu quý vị ham ăn ngon, chúng sẽ vào bằng miệng. Vì thế chúng ta có câu: nguyện giải thoát những chúng sinh này. Mỗi ngày chúng ta hấp thụ biết bao nhiêu chúng sinh vô hình vào trong người rồi. Tất cả chỉ vì chúng đang kiểm soát chúng ta, làm cho chúng ta ngày càng muốn thêm và củng cố sự ham muốn đó. Trước hết những chúng sanh này dựng thủ đô, rồi có bộ hành chánh, bộ nội vụ, bộ ngoại giao, vân vân. Họ càng ngày càng lan rộng ra bên trong chúng ta và cuối cùng trở thành một chính phủ hoàn toàn kiểm soát chúng ta. Nếu như bên này cũng bị chính phủ khống chế, bên kia cũng bị chính phủ khống chế, chỗ nào cũng có lực lượng ngoại quốc khác nhau đến khống chế, thì quý vị không còn là quý vị nữa và quý vị mất đi chính mình. Chúng ta sẽ càng ngày càng xa lạ với chính mình vì chúng ta không thể làm chủ mình mà bị kiềm chế bởi sự ham muốn của chúng ta. Sự ham muốn của những chúng sanh đó đều ở bên trong chúng ta, khống chế chúng ta. Mỗi người chia nhau một phần của chúng ta và kiểm soát phần ấy. Rồi chúng ta bị mắc kẹt hoàn toàn. Đây là nguyên do sau khi tọa tâm ấn, quý vị dẹp sạch hết. Tôi đã gửi họ trả lại, tôi nói chào, chào, đi đi. Chỗ này không phải của quý vị, nhưng đôi khi họ phản kháng. Nếu họ là những người hung ác hơn, giống như kẻ điên khùng, không biết pháp luật. Cho nên đôi khi quý vị thấy những phạm nhân đến cảnh sát, tương tự vậy. Mặc dù tôi là đại biểu cho chân lý và đẳng cấp cao, có lẽ họ phải nghe lời tôi, nhưng cũng có chúng sanh xấu không chịu nghe, họ giận tôi lấy đi những thứ tốt của họ, và họ không có gì để vui hưởng. Có người còn tấn công tôi vì họ còn bám víu vào những gì họ đang có. Vì thế đôi khi tôi mới bị mệt, bị ảnh hưởng. Khi bị họ đánh, quý vị mệt nhọc như thế nào thì khi họ đánh tôi cũng vậy. Họ không đánh được quý vị nên quay ngược lại đánh tôi, vì tôi xen vào chuyện của quý vị. Điều đó xảy ra khi một vị minh sư gánh nghiệp chướng của chúng sanh. Ngày xưa có một chú chim nhỏ bị người ta bắt nhốt trong một cái lồng rất là đẹp và khá rộng. Cái lồng vi tế đến nỗi chú chim không nhìn thấy nên đã cố bay ra nhưng đụng vào xung quanh lồng và bị chảy máu. Cuối cùng chú ngã xuống vì bị thương. Chủ nhân của chú chim rất thương chú, mỗi ngày cho chú ăn những thức ăn ngon nhất và uống nước. Lúc đầu chú chim không ngó ngàng gì đến những thứ này, sau đó khi quen dần với hoàn cảnh, chú bắt đầu ăn uống khi đói hoặc khát. Vì còn nhớ sự tự do mà chú đã quen trước kia, nên chú vẫn hay bay quanh chiếc lồng tìm cách thoát ra ngoài. Ngày nào cũng thử và ngày nào chú cũng thất bại. Rồi chủ nhân của chú chim nhỏ đem đến nhiều thứ
và thăm chú thường xuyên hơn. Ông đã làm nhiều việc để cho chú vui. Ông còn vuốt mé chú, nhưng chú cũng lảng tránh, trừ khi chống chọi quá mệt mỏi. Nếu không mệt mỏi, chắc chắn chú sẽ mổ lại ông. Bên kia thung lũng, có một chú chim đại bàng đã tu luyện có lẽ hàng ngàn năm và đã đạt đến một đẳng cấp rất cao. Một vài loài vật có thể tu hành được, quý vị có nghe qua bao giờ chưa? Con người thì không tu nhưng loài vật thì có. Quý vị nghe những câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì biết, tiền kiếp của Ngài từng là Lộc Vương, Khổng Tước Vương, Điểu Vương, Sư Tử Vương, đời đời kiếp kiếp tu hành. Chú chim đại bàng này từng tu hành, chú đã tu rất nhiều kiếp, trăm ngàn vạn ức kiếp. Chú có thần thông quảng đại, lực lượng rất lớn, chú không cần ăn, không cần uống, lại có thể tàng hình, chú có thể biến lớn, biến nhỏ bất cứ lúc nào. Chú chim đại bàng này rất lớn, khổng lồ, mỗi lần bay là phải bay đến đỉnh núi. Cánh của chú vỗ một cái là có thể bay đến hàng ngàn, hàng vạn dặm. Chú chim đại bàng này hàng ngày tu hành và nghe được tiếng thổn thức của chú chim nhỏ. Đại bàng đã tu được đủ loại thần thông, từ tha tâm thông đến thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Đại bàng từng dùng thiên nhãn thông nhìn xa và thấy chú chim nhỏ đang đập cánh, bay quanh trong thống khổ. Toàn thân chú bị thương, cánh bị gãy và lông thì tả tơi. Rồi đại bàng dùng thiên nhĩ thông để nghe. Ồ, chỉ nghe tiếng khóc bi ai của chú chim. Tôi không biết tiếng khóc có làm lòng người tan nát không? Có lẽ không, nên người chủ mới không thả chú ra, nhưng chim đại bàng thì rất đau lòng. Qua thiên nhĩ thông, đại bàng biết chú chim nhỏ đang kêu gào được tự do, tiếng kêu lớn đến nỗi gần bể đầu chim đại bàng. Đại bàng không chịu nổi sự thương đau, khát khao và khổ sở như vậy, chú đã thi triển thần thông. Một đêm khi chú chim nhỏ đi ngủ, đại bàng dùng thần thông thu nhỏ mình lại bằng chú chim nhỏ. Chú có thể lớn rộng hay thu nhỏ lại như ý muốn, nhưng chỉ khi một mình chú, không để ai nhìn thấy chú thi thiển thần thông, cho nên chỉ được dùng thần thông khi không có người nào khác thấy và không được dùng nơi công cộng. Sáng hôm sau, khi chú chim nhỏ thức dậy, chim đại bàng tự giới thiệu mình rằng: "Tôi là bạn của anh, tối hôm qua tôi tự bay vào đây, trông thấy anh khổ quá, tôi đến để an ủi anh. Lúc đang ở trong lòng, tốt nhất là đừng có bay, nếu không anh sẽ tự làm mình bị thương, cánh sẽ bị gãy. Lúc được tự do sẽ không còn bay được như xưa nữa." Chú chim la lại rằng: "Anh nói bậy, trước kia tôi bay cả hàng ngàn dặm cũng không hề gì. Mà bây giờ sao anh lại bảo tôi không nên bay?" Đại bàng trả lời: "Trước đây anh có thể bay, bây giờ ở trong lòng, nếu bay thì sẽ đụng chỗ này, chỗ kia sẽ làm đau mình và suy yếu thân thể." Chú chim nhỏ không nghe, đứng lên vỗ cánh bay, bay lung tung và mổ quanh lòng cho đến khi chú ngã xuống nằm bất động với đôi cánh gãy và chảy máu. Đại bàng dùng nước miếng và cánh của chú để chữa trị cho chú chim nhỏ. Chú xoa bóp, quạt máy và dùng nước miếng của chú đắp vào chỗ bị thương, chăm sóc cho chú chim nhỏ. Vài ngày sau, chú chim nhỏ bình phục và lại thử bay lần nữa nhưng rồi bị thương trở lại. Vì chú chim nhỏ bị thương nhiều quá, nước miếng của đại bàng không đủ để nuôi dưỡng. Vì thế đại bàng phải phục hồi hình dáng để bay về núi cách đó hàng vạn dặm như qua Hy Mã Lạp Sơn để mang lại những thứ dược thảo quý, dùng miệng nhai nát rồi trộn với nước miếng của chú, sau đó đặt lên cánh của chú và bay trở lại, biến lại thành nhỏ và chui vào lòng để mớm cho chim nhỏ. Chim nhỏ ăn xong thấy đỡ hơn và khai ngộ thêm chút ít, đã nhận thức được là không nên bay trong lòng. Chú không còn bay lung tung xung quanh và vẫy vùng trong lòng nữa. Nhưng khi đại bàng không có ở đó, chú lại bay qua bay lại để rồi cuối cùng lại bị thương. Cho nên mỗi ngày chim đại bàng phải thu nhỏ mình vào lòng với chú, không thể ra ngoài, bởi vì khi thu nhỏ mình lại, chú phải sống với chú chim nhỏ mỗi ngày. Chim đại bàng phải hành động như chim nhỏ để không bị nghi ngờ. Chú cũng phải ăn uống cùng một thứ với chim nhỏ. Thỉnh thoảng đại bàng nói với chim nhỏ rằng: "Tôi không phải là chim nhỏ bình thường, tôi đã thu nhỏ lại như vậy để sống với anh và khiến cho anh dễ chịu hơn.
nhưng tôi có thể ra ngoài và trở lại hình dáng cũ bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi là một chim đại bàng vĩ đại, có thể ngao du hàng ngàn dặm trong một cánh vỗ cánh. Tôi có thể bay cao hơn mây nhiều nếu tôi muốn. Ồ, đôi khi chim nhỏ cũng tin lời đại bàng, nghĩ rằng người bạn tốt này không nói dối. Nhưng đôi khi chim nhỏ này cũng hoài nghi vì chú đã sống trong lòng này lâu quá, không sao tưởng tượng được rằng có một sinh vật có thể bay xa và cao hơn cả mây. Chim nhỏ còn hoài nghi đại bàng muốn lợi dụng chú điều gì, có lẽ đại bàng muốn ăn và uống những thức ăn ngon, nước ngọt mà chủ nhân, chim nhỏ mang đến chăng. Chim nhỏ nói với đại bàng, đừng nói những chuyện hoang đường như thế, anh chỉ là một con chim nhỏ bình thường mà thôi. Có lẽ anh ở bên đó đói quá, thấy tôi ở đây có thức ăn ngon nên mới bay vào để ăn. Tôi không thấy giữa chúng ta có gì khác biệt. Anh cũng không bay được ra ngoài, hai chúng ta cũng bị giam ở trong lòng cả. Tại sao anh nói anh có thể bay hàng ngàn dặm với một cái vỗ cánh? Tốt hơn là anh nên ngậm miệng lại. Chim đại bàng nói, tôi không gạt anh đâu, nhưng tin hay không là chuyện của anh. Tôi vì anh mà đến để an ủi anh, để bảo vệ anh không rơi vào tình trạng tệ hại. Thế nên tôi đến đây để chia sẻ vui buồn. Tôi ăn những thức ăn cứng ngắc, những thực phẩm vô sinh và uống nước nhạt nhẽo với anh, trong khi tôi có thể uống nước cam lồ và ăn những thứ trân châu. Nơi tôi ở trên núi, tôi không phải ăn những thứ này. Chú đâu biết rằng, lúc chú ngủ, chim đại bàng mới bay ra ngoài đi vòng quanh thế giới, rồi sau đó trở lại về đồng cam cộng khổ với chú. Một ngày, người chủ, bây giờ có hai con chim nên rất vui mừng, nghĩ rằng cần phải làm một cái lồng lớn hơn để cho hai chú chim ở chung với nhau. Ông làm chiếc lồng đẹp hơn, kiên cố hơn, và muốn đem hai chú chim này qua chiếc lồng mới. Sau khi làm lồng xong, người chủ chưa kịp dời hai chú chim qua thì có việc phải đi. Ông nói với con trai ông rằng, cha có việc phải đi buôn bán, mấy ngày sau mới trở về. Con ở nhà mang hai chú chim qua, nhưng phải cho họ ăn và uống những thức ăn tinh khiết. Cha không thể đợi đến khi lớp sơn bên ngoài khô rồi mới có thể dời họ qua. Cha cũng không muốn đợi đến khi cha về mới dời họ, chiếc lồng đó nhỏ quá. Hãy cho họ vào một chiếc lồng lớn hơn, sớm chừng nào hay chừng đó. Người con nói, dạ được, lớp sơn đã khô sau 3 ngày, cho nên cậu con trai định đem hai chú chim qua vào ban ngày. Nhưng ngày đó cậu bận đi chơi với bạn gái đến nửa đêm mới về. Cậu nghĩ rằng ngày mai cha về rồi, nếu thấy chưa dời hai chú chim qua sẽ bị la. Cho nên cậu vội vã đem hai chú chim qua chiếc lồng mới. Ồ, kỳ lạ quá, bây giờ cậu chỉ thấy có một chú chim thôi. Còn chú chim kia đâu rồi? Bay đi đâu rồi? Chiếc lồng trống rỗng, không có một góc nào để núp mà tìm không thấy. Cậu bắt đầu sợ hãi. Chú chim nhỏ, không phải chim đại bàng, tỉnh dậy chỉ thấy có một mình. Chú cũng cảm thấy lạ. Lúc đó chú mới hiểu rằng chú chỉ có một mình. Ồ, chú cảm thấy sợ hãi. Ồ, lại thấy có người đưa tay ra muốn bắt chú. Chú không biết rằng người ta muốn đem chú qua một chiếc lồng lớn hơn. Cho nên chú vùng vẫy, tránh né, vùng vẫy dữ dội, đập mình vào khắp nơi trong lồng. Tình cảnh thật kinh hoàng. Cánh của chú sắp bị gãy. Cậu con trai cũng cố gắng tìm cách bắt chú. Chú chim nhỏ cũng tìm cách vùng vẫy trốn, hai bên cùng vùng vẫy một hồi. Đúng lúc ấy, chim đại bàng từ xa bay về, thấy tình cảnh như thế thì do dự, có nên bay vào hay không? Nếu không vào thì chú chim nhỏ sẽ bị nguy hiểm, nếu vào thì người ta sẽ thấy chú là có thần thông, bản thân chú sẽ bị nguy hiểm. Nếu như bị bắt thì không thể thi triển thần thông, nếu bị cột lại thì không thể ra đi. Cho nên lúc đó, chim nhỏ cứ mãi kêu tên của chim đại bàng. Kêu mãi, đại bàng không chịu nổi nên bay vào. Chú chim con vui mừng khôn tả khi thấy bạn mình trở về. Cậu con trai cũng vui mừng khi thấy chú chim thứ hai đã trở về. Cậu bèn cột chân đại bàng lại, cột luôn cả chim nhỏ, đợi cha cậu về. Nếu không lát nữa chim đại bàng bay đi thì cậu sẽ gặp phiền phức. Chim lớn, chim nhỏ đều bị cột lại với nhau. Chim nhỏ hỏi chim đại bàng, vừa rồi anh đi đâu vậy? Anh trốn đi đâu vậy? Có phải anh giấu tôi điều gì không?
Đại bàng nói, vừa rồi tôi thấy anh ngủ nên đi ra ngoài một chút. Lòng này nhỏ quá, tôi đi ra ngoài cho thoải mái một chút. Làm sao mà có thể muốn đi thì đi vậy? Anh và tôi đều bị buộc lại với nhau, cũng cùng bị nhốt trong một cái lồng, hai chân đều bị cột lại. Anh thử đi ra cho tôi xem, hãy bay cho tôi xem. Chim nhỏ bị nhốt trong lồng quá lâu, lồng rất buồn bực nên trở nên hung dữ. Nếu như chúng ta bị nhốt trong một căn phòng khá lâu, lòng chúng ta cũng khó chịu, biết không? Những người không được tự do đều như thế, rất phiền muộn, rất dễ gây gổ với người khác, bởi vì lòng của họ không vui. Chim đại bàng suốt ngày an ủi chim nhỏ, cứu chú, giúp đỡ chú, trị bệnh cho chú. Nhưng chú cả ngày mổ chim đại bàng, dùng những lời nói chua chát để mổ chim đại bàng. Nhưng chim đại bàng vẫn nhẫn nại. Chú biết chim nhỏ không có thần thông, không có lực lượng, không vĩ đại giống như chú, nên chú không nói gì. Chim đại bàng cứ nhẫn nại, chú buộc chung với chú chim nhỏ, còn dùng nước miếng của chú để trị vết thương cho chim nhỏ. Chim nhỏ sau đó thật sự cảm động, cho nên chú đem những món ăn vừa mới có để bên cạnh mang đến cho chim đại bàng ăn. Chim đại bàng mỉm cười nhưng không ăn. Thật ra đó là những thức ăn mà chim đại bàng vừa mới mang về từ Hy Mã Lạp Sơn. Chim nhỏ không biết, chú nghĩ thức ăn này là của chủ và rồi đem tặng cho chim đại bàng. Chim đại bàng đương nhiên vừa vui vừa cảm động. Chú ăn vài miếng, sau đó cả hai vui vẻ chờ người chủ trở về. Sau khi người chủ trở về, đương nhiên cởi trói cho chim đại bàng và chim nhỏ, không cột họ nữa. Chim đại bàng bây giờ cũng có thể tự do bay ra bay vào, lại có thể mang thêm thức ăn cho chim nhỏ ăn, huấn luyện cho chú, từ từ lấy được niềm tin của chú, bởi vì cho đến nay chim nhỏ vẫn chưa tin tưởng lắm. Nên dạy dỗ chim nhỏ điều gì chú cũng không muốn nghe, dù có nghe cũng chỉ nghe một cách thờ ơ thôi. Chim đại bàng kiên nhẫn chờ đợi một ngày chim nhỏ hoàn toàn tin tưởng, chú mới dạy chim nhỏ thần thông, sau đó cùng bay xa. Chúng ta kỳ vọng rằng một ngày cả hai chim đều có thể bay xa. Câu chuyện hết rồi. Nghe qua thật cảm động phải không? Cảm động chim, không biết có cảm động lòng người không? Không biết có cảm động không? Dạ có. Tại sao? Người và chim giống nhau à? Giống nhau chỗ nào? Không khai ngộ.